Ngày số 7 là bát đoạn cẩm thức 7. Thật ra nó chính là bài tập cuộc sống cách 7. Cái việc mình bát đoạn cẩm là cái tên từ xưa nó để vậy, là bát là đúng cái chữ này là tiếng Hán là bát, tám đoạn là khúc vải gấm, mà cái vải gấm này là ngày xưa là hồi thời kỳ đó là Trung Quốc nó đang phát triển ngành tơ lụa, gọi con đường tơ lụa Trung Quốc, thì nó đặt cái tên này đi. Mà muốn làm miếng lụa thì nó có 8 kỹ thuật làm miếng lụa, nó mới đặt tên này để mấy người dân lao động hiểu, tức là cái từ này là từ thị trường ở ngoài, giống như chợ đen ở ngoài dùng cái từ, thành nó chết tên luôn. Còn mình bây giờ nếu mà học tiếng Việt thì cái này không có được, không dùng từ này, từ này là gọi là từ gọi là nó chết cái tên, nó đặt từ cổ xưa để lại. Còn mình bây giờ là tám cách tập bằng tám cách tập cuộc sống, đó là vật chất. Còn về khí là tám loại khí đi trong tám đường kinh kinh trong cơ thể người, mà tám đường kinh tức là cái tám đường, cái đường năng lượng này đó là nó xây dựng cái cơ thể cho đứng vững lên. Tám tám cái đường năng lượng này nó xây dựng hệ thống xương cốt. Tây y cũng nói tại sao tạo có cái bộ xương, tao có xương vậy, mà cái xương này làm sao nó xây dựng từ đâu, nó hư hủy diệt rồi sao nó thay cái ví dụ cuộc sống mày, cái xương mày xài lâu nó phải mòn, nó hư nó bể ra thì cái nào sửa chữa nó mấy cái được. Chứ giờ hỏi tại sao bây giờ cái xương mày thấy bất kỳ cái vật gì như cái điện thoại mày xài lâu nó cũng hư nó mòn, xương mày xài từ 60 70 năm sao nó mòn, xương cuộc sống nè, bắt đầu suy nghĩ là nhiều người tưởng là cái xương mày này, xương mày 6 tháng có 1 tuổi thọ xương bây giờ, mà lúc mày nó mới nó xanh nó dậy nó nở lên vậy, thì cái cũ nó phải bể ra rồi đang dậy, xài chừng năm bắt đầu cái lốt này nó bể ra giống như con cua lột, bể ra thì cái bể nó đưa đi đâu, thành cái bể nào mà đưa đi không được nó gọi là thoái hóa, mà nó đưa đưa đi được thì không phải thoái hóa đó. Thành ra cái tụi về Tây y nó ngó ủa xương xương mà nó bị lở bị trầy nó tróc nó bể lúc ngoài ra mà thấy được, lý do là cái dòng nước máu huyết mà nó làm mòn cái lớp da ngoài không kịp thở, dù cái này nó vừa hơi tróc ra cái máu nó tróc ra dần tróc dần, nó cái tốc độ máu mà đi nhanh thì nó cuốn sạch, còn nó đi chậm nó lỡ lói lòi ra, thành ra khi máu huyết đi nhanh bị thoái hóa. Thành ra muốn cho không bị thoái hóa không cái gì nó là phải tập hoài, mà cái đường năng lượng cái đường khí nó cấp cái sức làm việc ở trong mấy cuộc sống, làm cho cái cuộc sống phát triển lên xuống là cái những cái đường khí này đó. Khi mình học khí công hiểu thì khi muốn cuộc sống khỏe không thì nó có tám cái đường này chuyên xây dựng chồng 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 lên nhau. Cuộc sống nó có 24 đốt làm sao nó chồng lên, cái gì mà giữ cho 24 đốt đứng thẳng luôn mà không có sụp xuống là cái đường này, đường phía trước và đường phía sau, có hai đường giống như là hai cái thanh sắt vậy, nó có cái chồng đĩa lên đó. Mấy cái thanh sắt này tập làm sao, muốn tập cái thanh sắt này, cái thanh sắt để chồng 24 cái đốt xương mình phải làm thế nào nó gần tới con số theo 24 huyệt. Bắt đầu thắc mắc tại sao có số 24 đây, cứ mình tưởng tượng 24 này tức là 24 cái kệ cái gác cái xương sống này đó, bắt đầu thấy nó hay vậy đó. Còn cái xương sống sau lưng này là 28, 28 tại sao nó lên tới đầu luôn, thành cái kệ xương sống mình đó, là cái gốc phía trước là nó có 24 cái có 24 cái chỉ ví dụ để nó xếp xương sống. Khi nó giữ xương sống rồi khi lên tới đây là 24, còn bốn cái khúc ở trên này là của cuộc sống xong nó lo bốn khúc nữa nè, đếm lại 1 2 3 bốn khúc sau này. Nó có bốn cái, bốn cái hốc ở đây nó giữ cuộc sống, còn trên này nó có cái đường phía trên, cái đường đỏ của tám này là cái đường giữ cái sọ mày không có sụp xuống, thành nó thêm bốn đường năng lượng, bốn cái hốc, tức là cái não mình bị chặt là bốn bốn khúc, nên là cái đường cái hình cầu của nó mình của cái não mình nó có bốn cái đường năng lượng nó giữ trong sụp xuống là phải một, thành nó thêm bốn nữa, đây 24 cộng 4 28 28 cái đường này 28, cái đường phía sau lưng tới 28 đường để giữ cái sọ,
cái đường này chỉ giữ cái lồng ngực, cái xương sống ngực. Mình thấy cái thủ huyệt tự tương là chính là cái đốt cuối cùng của cái xương sống sau lưng mình, cái đốt cuối cùng trong cái xương sống này. Đó, thì thừa tương tính là cái đốt cuối cùng của cái cổ mình nè, ngửa ra, cái thừa tương nó nằm song song với cái đốt. Mình lấy tay cái lỗ lọt nè, ngứa cái cầm lên, nó nằm cùng cùng đường thẳng. Rõ ràng là đó bao nhiêu là có cái xếp, nó xếp từng đường từ đường lại vô hay vậy đó. Cái lượt thừa tương là cuối cùng, và cái đáy cuối cùng là hội âm đít dưới. Thành cái cột sống này nó có hai đầu, nó dính hai đầu. Trên này là thừa tương sọt qua, dưới này hội âm sọt qua, nó chịu hai đầu. Mà thằng dưới là thằng chịu nặng nhất, nó chịu 24 cái trọng lượng đè xuống. Thành ra cái hội âm là cái thằng quan trọng nhất. Tức là nguyên cái 24 cột sống mình nó đè lên, nó không có chịu. 24 cột sống đè, còn ở trên là nhẹ nhất là thừa tương. Tức là cái đỉnh của cái cây thọc, của cái đỉnh núi mà là nằm chỗ thừa tương, còn cái chân mà nó nằm ở hội âm, thành cái chân nó, nếu mà về khí nó bự nhỏ lại thành cột sống, theo từ dưới bự lên nó nhỏ lại, thấy không? Nó thành hình kim tự tháp, thì ở dưới nó rất là nặng, nó phải bự vậy. Cột sống dưới nó bự, thành nó có hình tam giác là cái háng, hình tam giác là xong nó chồng 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 nó nhỏ là giống như cái tháp Eiffel ở đây của Tây nè, đi mà ở đây có 24 tầng. Đó, mình hiểu hình dung thành ra ngực mình có 24 tầng. Khi mình tập mình phải cảm giác nó có 24 điểm đau, tức là điểm đau ở đây là 1 2 3 4, thấy không? Tới đây nó lại chia là một điểm, phân chia cái điểm CV6 là cái gì mình thấy độc đáo. Nhà CV6 là cái khí hải, CV7 là cái âm dao. CV7 âm dao. Từ đây 1 2 3 4 5 6, đây là cái hội âm nữa là 7, tới cái rúng là cái điểm phân chia, tức là cái rúng nó chia cái cột sống làm ba đoạn nè. Cái trung cực là cái giữa hai cái độ dưới có điểm nha, rúng có điểm, thì cái điểm là điểm phân chia cái cột sống là ba khu, khu 1, khu 2, khu 3. Khu mà tự cái giữa cái giữa hai đầu vú mà cái rúng chỗ này nó có 8 muối, nó có 8 cơ bắp phình phình cái bụng. Nếu mà cái này nó phình lên thì cái khúc này là xương sống tốt. Còn ngực từ cái chỗ mà giữa hai đầu vú mà trước đây mà cái ngực nó phình lên đẹp, tức là lực sĩ nó tự động đẹp, nó không phải tập tạ nha, nó phình, nó tự nhiên nó phình lên, vậy là xương sống khúc này tốt. Còn khúc này mà nó lõm vô thì xương sống tốt, mà phình ra là bệnh. Phải hiểu vậy đó, từ cái rúng trở xuống này trở xuống xuống nó phải hót vô, thằng nó khỏe, cột sống tốt. Còn từ tới đây lên cái bụng này phải có 8 múi rờ, nó có 8 cái cục thì khỏe. Còn ngực nó rờ này nó có cái cục đệm, cục thịt đệm này, tức là chia là ba khu. Cái khu dưới này là từ rúng, ngay cái rúng là cái điểm CV8 này, thần khuyết, thấy không? Từ cái rúng xuống nó có 7 điểm, nhớ vậy đó. Từ 7 điểm lên tới đây tới CV17, CV17 đó. Thì giữa hai đú, tức là từ 7 tới 17 tức nó có 10 cái huyệt. Thấy không? Tức là CV17 là giữa hai đầu vú mình thì nó gọi là điểm xuống số 17, còn cái rúng điểm số 7. Dưới rúng có dưới rúng cái điểm rúng là 8, cái nhỏ dưới rúng có 7 điểm. Còn trên rúng có 10 điểm, tức là 9 điểm nữa là 17. Đây là 7 điểm, đến đây 9 điểm. 9 điểm của mình nhớ cái 8 muối nó thêm điểm là 9. Còn dưới đây là 7 điểm. 7 điểm đây là có 5 cái đốt sống với cái xương bánh chè đó. Thành ra nó có số 7. Thì khi tập cái này là mình phải có cái chỗ mình xoắn ở đây nè. Ở đây mình tưởng tượng đây là cái hình FN này, phải không? Mình nắm ở trên này, mình xoắn cái cột, cái đỉnh FN xuống đi dưới đáy, là xoắn từ trên xoắn xuống và từ dưới xoắn lên, xoắn cái đường này. Khi mình xoắn thì nó cái điểm sẽ vắt, thì nó vắt, nó chạy 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 cái điểm. Từ vắt này vắt từ dưới lên trên thì nước nó chảy ra từ dưới lên trên, từ trên đi vắt xuống thì từ nước nó chảy ra, tức là như cái thằng mặt nó vắt chiều này, mà cái đó mà nó vắt nhưng mà ở ngoài thực hiện làm sao để vắt là phải dùng cái động tác này. Cái động tác này không phải là đấm,
nhiều người tưởng phải đánh lộn, mà ta xô một bên xô bên đẩy, giống như ở đây là có một cái thanh cua roa, có một cái bánh xe, ở đây có hai sợi dây, bên này ta kéo thì cái bánh xe nó quay, bánh xe nó quay tức là cái tục này. Mà cái để ý cái này thì tập là bấm ngón cái, còn dưới này là phải lõm bằng chân để nó khiến nó dùng đúng tiền, thì cái tập nó như sau là chỉ cho bạn. Là múa sao để mình cảm nhận ở trong nó thoáng hơn. Sáng dữ lên thì cách múa đó là phải nhớ nhớ cái ghế ngược chiều ra ra liền, mình ngồi cái ghế chiều, bên này mình xô, bên này mình kéo đó là nó sẵn nè. Lát mình ngồi mình sẽ thấy liền, nhưng mà cái đó là ngang cái tầm cuộc sống thôi, còn cái này mình làm từ dưới lên nè, xô dưới đẩy dưới, xô vô dưới, xô lên, xô lên, nó là vậy đó. Là bên này tôi xô, bên này tôi kéo, bên này tôi xô kéo, bên này xô kéo, xô kéo, xô kéo lên tới trên, tôi vắt 24 độ xong, tức là tôi xô đẩy từ trong tôi đẩy ra ngoài 24 lần cái trên, từ trên tôi kéo lại bên này 24 lần từ trên xuống dưới, thì nó ra cái kỹ thuật. Thì cái tập này sao đứng đó là trung bình tấn, đứng yên là trung bình tấn, nghe không nè, cái tay đậm nè, chân phải nhón gót lại mới mới lõm dưỡng tiền. Nhớ làm chậm, một hai ba bốn, làm bên này kéo bên này đẩy, năm, tức là để ý cái này là nguyên tắc phải giống cái này để hiểu. Nhiều người không có hiểu này, thấy không, giống như mình giống cái đèn đó nè, lắng nhìn nè, tao ngồi thấp thấp chỗ để hiểu cái kỹ thuật đó nha. Khi tôi ngồi về tao kể nè, nè bên này kéo nè, thấy không, nó quậy vậy đó, thấy không? Thì tức là tao sắn cái này, một hai ba bốn, tao kéo lên cò cưa lên cao vậy nè, nó lên lên lên, cái cách tập như vậy, tức là nó kéo một bên kéo một bên đẩy. Ở đầu này tưởng tượng có một cái khối tròn có sợi dây nó nắm được kéo hai bên, thì bắt đầu tập nè. Ở dưới thắt độ lung L5, L1, 1, L2, L3, L4, L5, D12, D11, D10, D9, D8, D7, D6, D5, D5, D4, D3, D2, D1, S. Xả tay ra, kéo vô, rồi bắt đầu ở dưới nào cũng vậy, đẩy mà này cũng vậy. Ở đây để ý là tại sao có 17 cái, tại cái cổ là hết rồi, cái vai là hết rồi, hết xả ra. Còn cái cổ tại sao không tập nó, thì cái cổ khi tập xong cái cổ phải nè, một này thấy cái vai cái má không, cái nhả thôi, lấy tay nhìn cái má đẩy cái này, một hai ba, gịch cái cổ và ốp bảy cái bên này, gịch cổ điểm nào, hai ba bốn năm sáu bảy mới xong. Thành ra cái hình này thấy tao về là chỉ tập cái này, còn đứng yên rồi khi tôi tập xong tới 17 tao đứng đây tao gịch cái cổ này, nè cái đóng cái mặt cái máu này tao đẩy, một nghe không, hai ba bốn năm sáu bảy, để cái cổ mình nó không có cùng mặt song song đâu nha, cúi xuống này là đẩy, một nè hai nè ba bốn năm sáu bảy mới trên cổ, còn bên này bắt đầu ở trên đẩy xuống, một hai ba bốn năm sáu bảy để xong. Thấy không, còn cái hình đó mà ngó tưởng là chỉ tập khúc này, còn khúc này nó không có chỉ, thành ra nhiều người nó không có thấy 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 cái đứng vậy không, nó thiếu thiếu khúc trên. Thì ra cho biểu diễn, nếu mà biểu diễn trúng này ha, ta làm nhanh cái động tác sẽ thấy nè, làm nhanh cái chiếu nhanh nó sẽ vậy. Này đó, thấy động tác cái tay chỉ từ từ lên tới trên ở ngoài,
sao à, cái cỏ sao đó, khúc này không ai chỉ trên mạng đó. Đó là cái bài xong cái bài đó, lúc mà tập tôi chỉ cái cảm giận bên trong.